Này. Mà thầy có đề cập đến là các cái môn mà thầy giảng bằng tiếng Việt á thì thầy vẫn tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận cái giáo trình quốc tế bằng tiếng Anh. Sách dịch thì hiện nay thầy đã cho kết nối với các bạn bên quận tư rồi. Thịnh đâu? Thầy đã kết nối cho số điện thoại của bạn Thịnh rồi nhé. Sách dịch ấy, sách dịch thì thầy đã cho kết nối với cái bạn lớp trưởng lớp CLC quản trị luật 46A rồi đó. Thầy cho mượn nguyên cuốn mới, các bác, và một cuốn đấy thầy sử dụng cho nhiều môn học, ok không? Thứ hai nên là cái bản dịch tiếng Việt thì chính là cái bài giảng này thầy đã gửi cho các bạn trên trên group Facebook của môn học đây. Thì bạn nào in rồi thì để trước mặt, còn nếu chưa in thì tải cái chương 1 này xuống. Đây là chương 1 này, thấy không? Chương 1 này nhá. Rồi, tải xuống vào máy tính. Rồi. Tại sao phải sử dụng tài liệu bằng tiếng Anh thì có mấy cái lý do sau, mặc dù đã chi 1 tỷ cho 10 thầy cô dịch cuốn này rồi. Cuốn này nó có khoảng độ 20 mấy chương nhưng mới dịch 14 chương. Học môn này chỉ 6 chương thôi, các chương khác học môn khác. Tuy nhiên bản dịch đó thì cũng có nhiều lỗi. Thứ hai nữa là cái thuật ngữ quốc tế là quan trọng nhé. Cái vấn đề đó mình biết nhưng mà đi dự hội thảo các cái đồng nghiệp quốc tế họ trình bày, đặc biệt những người học cái chương trình bằng cái tài liệu tiếng Việt đó, thì là không biết thuật ngữ đó là gì. Những cái tụi mà học chuyên ngành ngôn ngữ Anh á, cho nó dịch thì dịch không, kết quả còn không ra cái gì hết. Cái thuật ngữ tiếng Anh quan trọng lắm các bạn ơi. Chính vì thế nên là học phí cao nó ở chỗ đấy đấy. Các bạn mà học các môn giảng bằng tiếng Anh thì đương nhiên là sử dụng cái thuật ngữ giáo trình gốc rồi, nhưng mà tài liệu tiếng Việt ý thì thầy tạo điều kiện cho các bạn được tiếp cận giáo trình gốc. Bản dịch thì đang trước mặt các bạn. Sách dịch, bao voi bài giảng ở trước mặt, đúng không? Rồi. Thì bây giờ để tiếp cận cái chương 1 này á, chương 1 này giới thiệu về xác suất. Đó. Thì bây giờ thầy cũng không muốn trình bày một cách dài dòng đâu, mà thầy đi vào một vấn đề rất là tập trung. Có nghĩa là học buổi hôm nay giúp các bạn xử lý một tình huống thực tế sau đây. Việc chăm chú nghe giảng ngày hôm nay sẽ giúp các bạn xử lý một tình huống có thực sau đây. Và đây, câu này là một câu trong ngân hàng đề thi và thi được nhiều khóa. Và xác suất mà cho thi với các bạn thì rất cao. Có thể nói đến 90%. Ở đây thì bạn nào thi chứng chỉ quốc tế rồi, TOEFL rồi, IELTS rồi. Ok. Bây giờ chú ý này. Thầy sẽ ghi nhận sao cho các bạn để cộng điểm nhé. Tương tác thì tôi ghi nhận đây. Rồi sau buổi hôm nay thì vào cái đường này khai báo đây này, khai báo sau 2 giờ sau buổi học thì thầy sẽ cộng điểm cho các bạn của mình. Lớp mình đâu đây hả? Ở đây đó. Thì các cái bạn bữa trước mà đã tương tác rồi thì mà chưa kịp kê khai thành tích thì bây giờ kê khai vào đây đi. Còn các bạn buổi ngày hôm nay thì sau 2 tiếng sau kết thúc buổi học thì kê khai vào đây và thêm ghi chú cái cột ghi chú này là số lần tương tác. Còn chất lượng tương tác thì căn cứ vào đó thầy sẽ đánh dấu vào đây để đánh giá về mặt chất lượng. Ok không? Còn các bạn cứ ghi là trong cái cột ghi chú này thì ghi số lần tương tác này. Được không? Bắt kịp không? Rồi, nhập chính xác mã số sinh viên nhé. Ok không? Nhập không đúng là không tìm được đâu đấy. Thầy không phải dạy một mình các bạn nhé. Thầy đang dạy nhiều khóa một lúc đây này, nên mà viết sai cái mã số sinh viên là không ổn đâu. Đó. Bây giờ em đọc cái tình huống thực tế này cho thầy nào. Đọc. Ừ, đọc 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 cứ đọc bình thường thoải mái, cứ đọc.
Tablet. Ờ, đọc thứ hai. Cứ đọc thoải mái thì được sao hết. The proper lottery is played twice each week in 28 days. The Virgin Islands and the District of Columbia. To play for one of participant must purchase a ticket and then select five numbers for the tickets. A top verified and a powerful number from the tickets. I tell 42 to determine the winning numbers for each game. Lottery officials draw 5 white balls out of a draw with 35 white balls and 1 red ball out of a draw with 42 red balls. To win the checkboard, the participant's numbers must match the numbers on the 5 white balls in any order, and the number on the red power ball. 8 co-workers at the Cook and Grapples plant in Lincoln, Nebraska, created a record 365 million checkboard on February 18 and 18, 28, 6 by matching the number 15, 17, 43, 44, 49, and the powerball number 29. A variety of other cash prizes are awarded each time the game is played. For instance, the price of $2 million is bet if the participant's final number matches the number on the 5 white balls. Powerball website match 19, 26. A. Compute the number of ways the first 5 numbers can be selected. B. What is the winning a prize of $2 million by matching the numbers on the 5 white balls. C. What is the probability of winning the powerball jackpot? Rồi, em lên đây ghi tên lên. Thầy ghi nhận cho em. Ghi nhận đầu tiên là không cần ghi đầy đủ họ tên đâu, chỉ ghi là mạnh thôi, nhưng mà cũng không mạnh gì hết á. Mà mạnh, 3 số cuối, 789, ghi thế thôi. Lên đây, ghi đầy đủ. Rồi, tạm biệt. Rồi, cứ nói chung là bạn ấy chú ý về các âm cuối tốt á. Còn cái chuyện mà bắt bẻ thì nhiều, cố gắng mà sửa thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà đòi khái là người bản xứ người ta nghe đọc như thế là người ta sẽ hiểu được, không có gây khó khăn gì. Rồi bây giờ này này, bây giờ thứ nhất đây là cái giải xổ số nhé các bạn nhé. Số. Rồi. Thì các bạn có biết là ở Việt Nam cũng có xổ số tương tự như này là cái gì không biết không? Chính xác. Xổ số tự chọn. Rồi, chính xác, nó tương tự như này. Thế thì cái này là một cái giải xổ số rất là nổi tiếng ở Mỹ. Thì thầy hỏi là một tuần nó quay thưởng mấy lần? Hả? Mấy? 2 lần. Rồi, một tuần quay thưởng 2 lần. Thế thì bây giờ thầy hỏi các bạn là cái giải xổ số này nó phổ biến ở bao nhiêu bang ở Mỹ? Ở 28 bang thêm cái đảo này nữa và thêm cái quận này nữa. Thì bây giờ nó như thế này này.
các bạn đi ra cái chỗ sổ số ấy thì các bạn sẽ được chọn nhá, được chọn như thế nào thì các bạn sẽ bấm chọn là 0518225465, sau đó chọn một cái số đặc biệt cùng đáp đấy, được chưa? Và thầy hỏi các bạn là cái tờ vé số này là bao nhiêu tiền? Ờ 2 đô, nhưng ở Việt Nam giá khác nha. Rồi, vâng. Rồi, thế bây giờ xác định trúng thưởng bằng cách nào? Xác định bằng cách sau đây. Ở đây nó có mấy lồng cầu? Ừ, 2 lồng cầu. Thì cái lồng cầu này nó là màu gì đấy? Màu trắng. Có bao nhiêu quả màu trắng? Hả? 55 quả màu trắng. Đây. Đây có 55 quả màu trắng. Đánh số là 01, 02, 03, vân vân đến 54, 53. À 53, 54, 55. Ok không? Rồi. Rồi có bao nhiêu quả màu đỏ các bạn? Hả? 42 quả màu đỏ, đánh số 01, 02, vân vân, 40, 41, 42. Thế bây giờ nó dùng lực thổi ở dưới nó bật tung lên quả này, bật tung. Và cuối cùng nó chọn mấy quả? Chọn mấy quả trắng? Mấy? 5 quả trắng. Ok. Rồi. Ở bên này thì cũng thổi gió bật tung lên, kiếm mấy quả? À 1 quả. Rồi. Bây giờ xác định người trúng thưởng như sau. Ở đây người ta nói là có 8 cái đồng nghiệp ở một công ty thực phẩm đây này, các bạn thấy không? Này, 8 đồng nghiệp ở công ty thực phẩm. Vào ngày ngày 18 tháng mấy? Tháng 2 năm 2006 thì đã trúng được một cái giải tích lũy độc đắc lên đến bao nhiêu? 365 triệu đô nhé. Cái này là thực nhé. Đây là tình huống thực chứ không phải cái chuyện giả tưởng đâu. Thực tế là trao cho họ đó. Rồi 1 triệu đô thì nó khoảng 20 mấy tỷ mình á. Ở Việt Nam thì nó đô các bạn thấy là trao 20 tỷ, 30 tỷ, 40 tỷ đúng không? Yeah. Rồi. Thế thì cái tờ vé số của mấy ông cơm này ông chọn như này này thì là được 365 triệu đô này. Thì thứ nhất là mấy cái này nó phải trùng với bóng trắng hay là bóng đỏ. Phải trùng với 5 quả bóng trắng nha. Con số này phải trùng với quả bóng trắng hay bóng đỏ. Bóng đỏ. Đó. Rồi. Tuy nhiên bây giờ thầy hỏi Yến một câu là giả sử thầy ra thầy bốc vào ngày này 18/2/2006 thầy không bốc theo trận tượng này. Thầy bốc 49 trước. Thì chọn 49 trước rồi đến 15 rồi đến 17 rồi đến 44 rồi đến 43, cuối thầy chọn 29 thì thầy có được 365 triệu đô không Yến? À. Thì có được 365 triệu đô. Không ạ, à, em chú ý cái phần cái câu xanh cho em thấy cho dễ. Được. Được. Quá đọc đọc khá tốt nhưng mà cái chỗ sao for to red box thì có một cái câu ghi là to win the checkbox a participant's numbers must match the numbers on the white box in any order and the number on the red pole. Thôi sao bây giờ giả sử mà thì ngày 18/2/2006 thì chọn số tự chọn nào thì chọn 49 trước sau đó mới 15 17, 43, 44, cuối lớp 29 thì có được 365 triệu đô đấy không? Thế này là không ạ. Cái câu ở trên nó có ghi là để thắng cái trận số số này thì cái số của cái người thí sinh này phải mới tham gia. Phải tham gia phải phù hợp.
phải trùng với các con số trong 5 cái quả bóng trắng đúng không? Theo bất kỳ thứ tự nào. Được không? Được, chính xác, được anh nhé. Được. Ok, được, được. À, theo bất kỳ thứ tự nào, ví dụ như là cái tờ vé số này mà thầy ra thầy tự chọn, thầy chọn được 18. Thầy chọn 18, thầy chọn được 05, 22, 54, 65, 08. Thì vẫn được nhé. Vẫn được chọn lại theo bất kỳ thứ tự nào. Hiểu chưa không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa? Ờ, rồi, ok. Rồi như vậy là tình huống này là một tình huống thực tế chứ không phải là tình huống giả tưởng. Và trong cái ngày 17 tháng 3 năm 2018 ấy thì cái giải thưởng nó tích lũy lên được bao nhiêu? Hả? Hơn 456 triệu đô. Đúng không? Rồi. Thế thì cái câu chuyện đặt ra là cái kiến thức trong buổi ngày hôm nay sẽ là nền tảng lý thuyết đủ để cho bạn xử lý tình huống thực tế này nhé. Và câu này trong ngân hàng đề thi cho nhiều khóa và sẽ tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên chúng ta học không phải đơn giản là giải bài tập nhé, không phải chuyện đó. Chúng ta học là có khả năng thiết kế được một cái giải xổ số dành riêng cho lớp mình. Ví dụ như là giải xổ số dành riêng cho quản trị luật 46B. Và sự thật rằng là giải xổ số của Việt Nam tương tự như thế này, nhưng mà có nhất thiết có phải 55 quả bóng trắng các bạn? Không, nó có thể là 60 được nhé. Rồi có nhất thiết này có phải 42 quả bóng đỏ không? Không, có thay đổi, tại vì là cái giá trị tờ vé số ở Việt Nam nó khác với cả Mỹ nên phải có điều chỉnh, đúng không? Rồi có nhất thiết này có phải là hai đồng cầu, cái đồng cầu bóng màu trắng, cái bóng màu đỏ, có thêm một đồng cầu bóng màu xanh nữa không? Được, ok, được. Tức là có khả năng thiết kế được một cái giải xổ số dành riêng cho lớp mình. Đấy lý do vì sao mà các cái trung tâm cờ bạc thế giới họ tuyển dụng toàn tiến sĩ thống kê để thiết kế luật chơi. Trung tâm cờ bạc thế giới họ thuê toàn tiến sĩ thống kê hết để thiết kế luật chơi. Đi chung không? Rồi. Thì mục tiêu là nếu mà các bạn chăm chú trong buổi hôm nay thì sẽ xử lý được cái tình huống thực tế này. Đó. Và đề thi cũng thiết kế theo hướng đó nhá, sẽ thay đổi đó, chứ phải như này nhá. Ừ, tiếng Việt. Ừ. Được chưa? Rồi. Bản dịch tiếng Việt thì bữa sau bạn có sách rồi đó. Sẽ có bản dịch trước mặt em. Tạm nay mày sử dụng cái bản bài giảng tiếng Việt của thầy á. Nhá, chưa? Rồi. Thì cũng là rất là đáng tiếc cho các bạn nào mà hôm nay vắng học nhé. Tại vì hôm nay cái chuyện mà thành công ở chương 1 ấy thì nó sẽ kéo theo thành công cho xác suất thành công ở môn này rất là cao. Còn chương 1 mà gãy có vấn đề rồi thì gần như là cái xác suất thất bại của môn này là rất cao. Và kéo theo môn kinh tế lượng của học kỳ sắp tới, ví dụ thầy đang dạy CNC 45AB bên quận 4, rồi đến năm cuối học môn thống kê kinh doanh, rồi mai sau làm báo cáo tốt nghiệp, rồi có bạn thì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, có bạn thì mai sau ra trường thì làm báo cáo kinh doanh. Tất cả đấy nó theo một cái mạch logic, nếu mà giỏi là cứ giỏi mãi từ ngày hôm nay. Còn nếu mà gãy á, thì là nó cũng kéo theo đấy thôi. Thế nên sự tập trung trong buổi hôm nay là rất quan trọng nhé. Thầy nói tập trung trong chương 1 đấy. Thế nên bạn nào vắng thì rất đáng tiếc cho bạn đó. Và không đơn giản gì mà thiết kế của kiểu này. Bây giờ các bạn lưu ý này. Chúng ta cái môn này gọi là môn lý thuyết xác suất và thống kê toán. Và nhiều bạn cũng không biết định nghĩa xác suất là gì cơ. Khổ thế chứ này. Bây giờ một bạn đọc cái bản dịch của thầy viết á, rồi thầy sẽ phân tích kỹ hơn để định nghĩa lên trong. Bạn nào đọc được? Thầy thấy em in ra là rất là đáng khen ngợi. Thầy đã hơn nhiều người, ưu tiên em trước, chưa biết các bạn.
cho các bạn cơ hội được ghi nhận. Tiểu Bích lên đây. Thầy đang hướng dẫn các bạn tập trung vào tài liệu được cung cấp nhé. Đang làm việc có mục tiêu mục đích hết. Tài liệu thầy đang cung cấp để cho các bạn tiêu hóa nó và tập trung vào tài liệu thầy đang cung cấp đấy. À, có biết nào? Thầy là xác suất là một con số đo lường khả năng một biến cố sự kiện có thể xảy ra. Xác suất luôn có giá trị từ 0 đến 1. Thôi, được rồi, nào, không được, ngắn gọn rồi. Nói lại được chưa? Xác suất. Xác suất là một con số đo lường khả năng một biến cố sự kiện có thể xảy ra. Ừ. Dịch như thế thì cũng được, tốt. Khá tiêu chuẩn. Nhưng mà theo các bạn thì từ nào là từ quan trọng ở đây cần phải tô vào, tại vì là đề thi các bạn được sử dụng giáo trình mà. Và thầy ghi rõ là đường viết nghĩa giáo trình. Ok không? Thì giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn đâu là điểm trọng tâm cần tô vẽ cần ghi chú nha. Thì giờ theo các bạn theo em để hỏi em cái từ nào quan trọng nhất đấy. Mình thầy cho em là từ quan trọng là từ khả năng. Từ khả năng thôi thì cũng chưa phải là xác suất đâu. Con số đo lường khả năng. Phải đo lường được bằng số thì mới được coi là xác suất nhé. Còn khả năng không được thôi thì không phải xác suất nhé. Phải đo lường được bằng số thì mới gọi là xác suất. Và từ quan trọng nhất ở đây là cái từ là một đo lường bằng số, thì dịch theo cách khác được. Xác suất là một cái đo lường bằng số, tức là cái từ mắc mô lên cầu này là quan trọng gạch cái từ đó đi, cái chân từ đó đi. Từ đó là từ quan trọng đấy. Xác suất là một cái đo lường bằng số về cái khả năng mà một biến cố sẽ xảy ra. Nhớ cho kỹ nha. Rồi. Thì nội dung buổi nay thì nó chỉ có mấy vấn đề sau đây thôi. Thứ nhất là thầy sẽ giới thiệu với các bạn về phép thử. Quy tắc đếm thì có 3 quy tắc đếm và 3 phương pháp tính xác suất rất là trọng tâm. Bây giờ một bạn đọc cái bản dịch phép thử đi xem nào. Rồi thầy sẽ phân tích kỹ hơn về cái định nghĩa đó. Nào. Em ghi tên đấy nhé. Tí nữa sẽ thầy sẽ có câu hỏi kiểm tra chất lượng tương tác nên là tạm thời ghi tên đấy nhé. Rồi thì chuẩn bị các bạn. Em thầy đấy để em đầu tiên. Rồi ghi đây. Dạ thưa thầy, phép thử là quá trình tạo ra những kết quả mà tổng hợp kết quả này sẽ được xác định trước đó. Tập tập thầy, phép thử là quá trình tạo ra những kết quả mà tập hợp kết quả này đã được xác định trước đó. Dịch thế thì cũng không sai nhưng mà nó không được trôi chảy lắm. Phép thử là một tiến trình tạo ra các kết quả mà các kết quả này được xác lập trước đó, nó trôi chảy hơn không? Nhá. Phép thử là một cái tiến trình tạo ra các kết quả đã được xác lập trước đó, và đây thầy tôi đặt cái chữ well defined. Tức là phải xác lập trước đó rồi. Không phải cái gì cũng làm phép thử nhé. Phải là một tiến trình mà tạo ra các kết quả này, kết quả này đã được xác lập trước đó thì mới được coi là một phép thử. Thế bây giờ thầy hỏi các bạn này. Thầy chưa tô trồng su nhưng mà kết quả đã được xác lập trước đó chưa? Các kết quả. Rồi, đó là cái gì? Chưa biết nha. Hỏi một người em luôn, để ra chất lượng này. Cái là xác định được trước đó là cái kết quả có thể xảy ra là đồng xu là có hai mặt là xác định mặt nữa. Ở đây nó gọi là head hay tail đây nha. Tung một đồng xu, thế bây giờ thầy này hỏi em tiếp là tung một con xúc xắc thì chưa cần tung, kết quả đã được xác định trước đó chưa? Nó là những cái kết quả nào? Thì nó sẽ là 106 mặt là 1 điểm 2, 3, 4, 5, 6 6 điểm. Rồi. Hàng ngày thì thầy rất nhiều cuộc gọi mời mở thẻ tín dụng này và mua bảo hiểm này, giới thiệu sản phẩm này thì chưa lần gọi. Bây giờ nói anh nhé, cuộc gọi tiếp thị sản phẩm có được coi là phép thử hay không? Dạ có. Ừ. Tại sao? Có là mình kiểu khi mà người ta tiếp thị là mình có mua hàng hay là không mua hàng. Ừ, chưa
kết quả được xác lập trước đó là như là purchase hay là không đây có rồi là một phép thử và tốt đấy, em ghi tên đây. Thầy đang cộng điểm cho các bạn một bài cuối kỳ nhé, bài trước kỳ nhé. Thầy đang tạo nhiều cơ hội cho các bạn cộng vào điểm vào bài trước kỳ nhé. Cho đến khi mà thi xong rồi thì gọi điện cho thầy Mạnh nhé, thầy không tiếp đâu nhé. Thầy làm cái gì cũng phải có căn cứ nhé. Báo cáo nhà trường các bạn cứ vì sao 7 cho lên 10. Được chưa? Vì sao 6 cho lên 10 có căn cứ hết. Rồi. Một trận đá banh có được coi là phép thử các bạn. Chuẩn bị các bạn. Không, nó to lên đây lớp. Dạ thưa thầy, trận đá banh cũng thấy coi là một phép thử, tại vì nó có đã có những kết quả đạt được trước là thắng thua hoặc là hòa. Rồi. Và chú ý một vấn đề nữa là mỗi khả năng của một phép thử thì được coi là điểm mẫu. Thì đầu tiên thầy giới thiệu khái niệm về không gian mẫu cái nào, em đọc khái niệm về không gian mẫu cho thầy thế nào. Dạ thưa thầy, không gian mẫu của phép thử là tập hợp tất cả các kết quả xảy ra của phép thử đó. Đây không gian mẫu là thành ngữ gốc tiếng Anh sample space. Không gian mẫu của một phép thử là tập hợp tất cả các kết quả của phép thử ấy. Cái này tính từ rõ ràng, chính vì tính từ nên là người ta mới dịch là của phép thử ấy đấy, đúng không? Rồi, nhắc lại này, không gian mẫu là tập hợp, không gian mẫu của một phép thử là tập hợp tất cả các kết quả của phép thử ấy. Thì đúng không? Rồi, thế thì thầy sẽ hướng dẫn em cách hiểu diễn không gian mẫu đây đây, thầy nên tấn đây đây. Thầy đang cân nhắc, khi thầy hỏi hai này, thầy đang cân nhắc cả mức cao hơn cho bạn đó đấy, chứ không phải là thầy đây, thầy gì đâu nhé. Nào, tấn, thằng kia biết, bây giờ không gian mẫu là sample space viết tắt lại nhé. Bây giờ cái việc tung một con xúc sắc này nè, biểu diễn không gian mẫu của cái chất thử tung một con xúc sắc bằng tấm quạt này, đúng không? Rồi, biểu diễn tung con xúc sắc tung sáu mặt thì biểu diễn như này. 1.1 phải 2 ghi đi. Rồi, thế bây giờ ở một mức độ chút nữa, bây giờ em biểu diễn không gian mẫu của phép thử là thi IELTS. Thi IELTS có phải là một phép thử không? Chưa thi có kết quả đã được xác lập trước đó chưa? Rồi, bạn tiêu chí là một phép thử. Bây giờ em biểu diễn không gian mẫu của cái phép thử thi kỳ thi IELTS. Overall thôi. Cái chuyện kỳ thi IELTS mà kiếm không điểm em khó lắm các bạn. Dạ. Xác suất có người không điểm đấy các bạn. Không điểm là đại như là không biết cái gì luôn á, bỏ tay trắng luôn á. Thường IELTS mà kiếm 4 điểm khó lắm, tại vì không ai mà bỏ ra 5 triệu để kiếm 4 chấm hết á. 4 chấm chả làm được cái gì á, đi học nghề ở nước ngoài phải 5 chấm rồi. Theo các bạn thì tô ít mà bạn được một bé không cần biết chữ, chỉ biết tô thì trung bình xác suất được trung bình được 3 điểm. Chỉ biết tô không cần biết chữ. Đấy, em tô giỏi, em tô tốt, em tô tròn tiền đủ cái để bánh đạt được thì mới điểm. Trung bình là 250 điểm, không cần biết chữ. Và tô có người may mắn được 300 điểm. Đúng không? Rồi, được rồi. Đó tốt rồi, em ghi tên đây. Số 4.
Thế bây giờ thầy hỏi là điểm trung bình IELTS của Việt Nam các bạn có biết bao nhiêu không? À. Có biết điểm trung bình kỳ thi IELTS của Việt Nam bao nhiêu không? Các bạn thử đoán nhỉ? Đoán nhỉ? Hả? Mấy? 7.5. Ồ, mệt quá. Thế rồi, thế thì Việt Nam sẽ là đứng số 1 thế giới trên 150 quốc gia. Thực ra Việt Nam trung bình ngày xưa thì khoảng 5.8, bây giờ cách đây sau 5 năm ấy, giờ lên 6.7. Và cho các bạn thì 6 chấm này thì so với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sao? Hả? Các bạn thử đoán hả? Cao hơn Nhật Bản, cao hơn Hàn Quốc, cao hơn Trung Quốc rồi đấy. Các nước kia thì nó khoảng tầm 5 chấm 7, 5, 8, 5, 9 rồi đó. Nhá. Các bạn đều biết vì sao mà cao không? Có ai mà bỏ ra 5 triệu mà đi đi chơi không? Không, thường nào hết cấp độ. Đây là dân toán, dân chuẩn bị du học. Nhá. Tiếng Anh rất tốt rồi. Và người ta đã luyện rất nhiều đề, người ta chắc cú ở điểm đầu người ta thi. Thế là điểm không điểm của mình cao thì đâu đâu. Nhưng cái kỳ thi tối của mình thì hiện nay đang thấp đáy của hơn 100 mấy nước đã. Thấp hơn rất nhiều so với Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì ở Việt Nam yêu cầu là tốt nghiệp phải thi tối. Và thi trả nhiều tiền cả siêu vài trăm ngàn bây giờ. Vâng. Thế thì nhiều lần cũng chẳng. Đó, là cho kéo cái điểm trung bình của mình thấp. Và hiện nay là thấp hơn rất nhiều so với Hàn Quốc. Thấp, đáy bảng luôn. Thì đúng không? Đó. Theo các bạn thì thế giới nước nào điểm thi ai cao nhất thế giới này? Thử bạn này. Thực ra người Anh người ta thi ai thì cũng ít khi thi nhắc lại họ là người bản xứ nào. Bây giờ thầy đang nói là những người mà sử dụng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai nhé. Theo các bạn thì nước nào cao nhất? Thử bạn này. Hả? Sinh hả? Sinh thì cũng hơn Trung Quốc chút thôi, chứ không phải cao. Cao nhất là Đức đấy các bạn. Người Đức người ta học tiếng Anh rất tử tế nhé. Trung bình điểm của người Đức có khoảng 7.2.3. Bây giờ các bạn có kiểm tra số liệu chính thống thì vào trang IELTS.org. Đây là trang chính thống của kỳ thi IELTS quốc tế, thống kê trên 100 mấy chục quốc gia. Rồi bây giờ thầy hỏi các bạn là tỷ lệ những người được 7 chấm thì bao nhiêu từ đoạn? Tính trên toàn thế giới. Từ đoạn. Thì từ đoạn chúng ta cũng con số. Đoán chơi nhưng không con chết ai đâu. Hả? Vậy, thầy theo em bao nhiêu phần trăm? Trên toàn thế giới. Hả? Bao nhiêu? 15%. Ồ, tuyệt vời, chính xác. Thầy nghĩ là chỗ đó đó khoảng 13, 14, 15 như gì đó, khoảng 16, 17 gì đó, cơ đó. Cái trường hợp trên 8 chấm này sao? 8 chấm này theo em các bạn bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? Khoảng 1-2% thôi. 1-2%. Rồi cơ đó. Thì để học toàn bộ bằng tiếng Anh ở cấp độ sau đại học ở Anh, Mỹ, Úc thì theo các bạn cần mấy chấm? À, viết báo cáo, thuyết trình, làm luận văn, cơ bản người ta yêu cầu mấy chấm? À, khoảng 6.5. Trường nào mà tốt đầu ấy, hàng đầu ấy, thì nó thường thường nó yêu cầu 7 chấm. Đúng không? Nhưng mà đối với các bạn mà học bình luận ấy, thì thầy thấy nó yêu cầu cao hơn đấy nhé. Nhá. Ví dụ như trường tốt đầu của Úc thì thấy nó yêu cầu là muốn học sau đại học phải 7.5 mới được học đấy. Là muốn làm tiến sĩ ngành luật này ở Úc á. Và trường tốt đầu. À. Rồi.
Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các bạn về ba quy tắc đếm. Thì thực ra một số phần thì các bạn đã học từ thời phổ thông rồi. Tuy nhiên bây giờ thầy sẽ ôn tập lại một chút để làm cơ sở cho việc học môn này. Thì một bạn đọc cái bản dịch tiếng Việt của thầy về quy tắc đếm đối với phép thử nhiều bước tiếng Anh này, các anh này, multiple step. Nào, bạn nào đọc bản tiếng bản dịch thì xem như này. Thầy phân tích cho cái gì nhé. Em đi. Cho các bạn đi từ từ, thầy sẽ có dành phần hết. Ok không? Dành phần cho em hết, chuyển biết cho bạn. Vừa đấy là quang đúng không anh? Quy tắc đếm cho bước thử nhiều bước. Nếu một bước thử có một triệu ca bước, trong đó có một bước có N1, kết quả có khả năng xảy ra. Bước 2 có N2, kết quả có khả năng xảy ra. Và tiếp tục như thế, khi đó tổng kết quả có thể xảy ra của cách thử là N1, N2 đến NK. Không, để nhân đấy. Để giống nhân đấy. N1 nhân, N2, tấm hạn. Còn lại từ đầu. Quy tắc đếm cho phép thử nhiều bước. Nếu một phép thử gồm một chuỗi ca bước, trong đó có một bước, trong đó bước 1 có N1, kết quả có khả năng xảy ra. Bước 2 có N2, kết quả có khả năng xảy ra. Và tiếp tục như thế, khi đó tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử là N1 nhân N2 nhân đến NK. Rồi ok, để đọc như thế thì rõ rồi, nhưng mà có vẻ để cho bạn hiểu được thì chắc là để đến ví dụ thực tế nào đó. Các bạn có để ý cái dự án đường dự án xa lộ Hà Nội không? Các bạn biết mấy năm mới làm xong cái đấy không? Hả? Thầy để ý mấy năm đó. Hai bên bụi mù mịt nhỉ, các bạn làm ở nhà gần ở đó thì dành đó. Thế thì thầy hỏi các bạn là 1 phút số xe chạy vào cái trạm thu phí ở xa lộ Hà Nội nhiều ít? 1 phút rất nhiều. Thế thì thầy hỏi các bạn là tiến độ thi công có quan trọng không? Có, rất quan trọng. Bây giờ nếu mà thi công sớm chậm được 1 phút đã quan trọng rồi. Thế mới giả sử mà 1 tháng hay là 6 tháng hay 1 năm thì là rất quan trọng gì? Đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ trong cái trường hợp này thì thầy hỏi các bạn rằng là đây là một dự án trong sách là lấy ví dụ đây. Thì cái dự án này thì gồm mấy giai đoạn các bạn? Hai giai đoạn, giai đoạn 1 các bạn là gì? Thiết kế. Giai đoạn thiết kế này thì nó có mấy khả năng xảy ra? Mấy? Vâng, có biết không? Chưa biết các bạn. Thì thầy đấy em tới đây không được. Thầy cứ hướng dẫn sao có mặt thầy mạnh đây thì không có gì khó hết. Bây giờ thầy hỏi em. Đây là một thì có mấy khả năng nhỉ? Dạ, hai. Khả năng thứ nhất là như nào? Khả năng thứ nhất hoàn thành trong bao lâu? 2 tháng. Khả năng nhất hoàn thành 2 tháng. Khả năng thứ hai hoàn thành mấy tháng? 3 tháng. Khả năng thứ ba? 4 tháng. Vậy là cái giai đoạn một này có mấy khả năng? Ba khả năng tương tự, đây là hai, các bạn đây là gì? Thiết kế xong thì sang bên chuyện gì? Xây dựng. Xây dựng thi công thì có mấy khả năng? Khả năng một là mấy tháng? 6 tháng. Khả năng hai? 7 tháng. Khả năng 3 tháng. Và tóm lại là cái bước hai này gồm mấy khả năng? 3. Bây giờ tính tổng số khả năng của phép thử này bằng cái gọi là từ đấy thì gọi là multiple step á. Quy tắc đến đối với phép thử nhiều bước. Chú để đây là mấy bước? Hai bước. Bước 1 có mấy khả năng? Dạ, bước 2 có mấy khả năng? Dạ, và áp dụng quy tắc đến đối với phép thử gồm có 2 bước thì được xác lập như sau. Cái gì nhân cái gì? 3 x 3 = 9. Đó, là tốt. Nên đây ghi tên này. Đây ghi tên này. Rồi, thầy thấy cái bạn bên cạnh vừa nãy thì đang cho tay nhưng mà chưa được cơ hội ấy. Thì cầm bếp luôn đi.
Chú ý này, mỗi một cái này nó gọi là một điểm mẫu nhé. Vừa nãy thầy hỏi em là cái này là không gian mẫu của việc zoom có xúc tác gì, đúng không? Cái này có bao nhiêu điểm mẫu? Có 6 điểm mẫu. Thế thì bây giờ trong tình huống này thì có bao nhiêu điểm mẫu? Vừa tính cộng xác định 9 á. 9 điểm mẫu. Bây giờ thì em giải thích cho thầy cái điểm mẫu 46 đi. 46. 46 là có 4 tháng để thiết kế và 6 tháng dành cho thi công. Và tổng mất bao nhiêu? Dạ 10 tháng. Mất 10 tháng. Rồi. Được rồi, đây ghi tên. Và nếu mà biểu diễn dưới dạng biểu đồ cây thì nó sẽ thành như sau. Biểu đồ cây. Cái dự án này nó sẽ được coi như là một phép thử gồm có hai bước. Bước 1 là có 3 khả năng này, thấy không? 2 này, 3, 4 này. Và bước 2 thì với mỗi kết quả của bước 1, với mỗi kết quả của bước 1 thì nó có mấy khả năng của bước 2? 3, rồi cuối cùng là tổng thể là có 9 khả năng. Ok không? Rồi. Nếu mà biểu diễn bằng biểu đồ cây thì như thế đó. Bây giờ đề thi người ta bảo như biểu diễn bằng biểu đồ cây làm được gì? Rất khó nhỉ? Đơn giản mà, chỉ có cái copy học thôi. Bây giờ thầy hỏi các bạn này. Một xác suất của một biến cố bất kỳ nó chạy từ mấy đến mấy? Từ 0 tới 1. Và giả sử nếu mà xác suất của một biến cố nó ở chỗ này thì cái khả năng xảy ra của biến cố đó như nào? Rất thấp. Rồi. Nếu mà xác suất của một biến cố nó ở vị trí này thì xác suất xảy ra của biến cố đó như nào? Rất cao. Thế giả sử ở đây sao? Hả? Sao? Tức là xác suất xảy ra bằng xác suất không xảy ra. Tuy nhiên thầy chấm bài nhiều quá thì thấy không? Có những người tính xác suất của một biến cố ra 1/2 nên đây không được bảo. Đồ làm gì nữa. Không biết cái gì mà biến cố bản nhất không biết. Theo các bạn trường hợp đấy thật chấm không? Không thật chấm đấy. Có bạn mà tính xác suất ra đến 2/7. Thế nên nó cũng lột bài tài thật đấy. Cái cơ bản nhất là đấy. Rồi bây giờ một bạn đọc cái quy tắc đếm thứ hai rồi thầy phân tích cho. Tổ hợp. Đọc đi xem nào. Bạn đọc được. Rồi chuyển tích cho em. Giờ cái thằng là quy tắc đến phần tổ hợp, số tổ hợp khi lấy cùng lúc nào phần tử từ tổ tập hợp nào phần tử. Một quy tắc đến thứ hai cho phép chúng ta đếm số kết quả có khả năng xảy ra của một phép thử. Thôi dừng lại, không đọc triển miên. Cái gì nó trọng tâm trọng điểm đâu. Bây giờ em phải nói rõ là n nhỏ hay n lớn. Đọc lại lần nữa. Giờ thằng là số tổ hợp khi lấy cùng lúc nào nhỏ phần tử, tập từ tập hợp nào lớn phần tử. Thì sao? Rồi. Thế bây giờ cái này các bạn học rồi phổ thông rồi, bây giờ ôn tập một chút. Bây giờ thầy hỏi các bạn là không giai thừa bằng mấy? Không giai thừa bằng 1. 3 giai thừa bằng mấy? Bằng 1 nhân 2 nhân 3. Ok không? Rồi. Thế bây giờ em lên đây. Cẩn thận. Có mặt thầy Mạnh đây thì không có gì khó hết. Đây, phần này. Bây giờ một cái rổ gồm có 5 quả bóng nhé. Rổ có 5 quả bóng. Bây giờ chọn 2 quả bóng từ một cái rổ gồm có 5 quả bóng. Và 5 quả bóng này là 5 màu khác nhau. Thì bây giờ thầy hỏi em là có bao nhiêu cách chọn? Đó là tổ hợp chọn mấy của bao nhiêu phần tử? Thầy hỏi em trước.
chập 2 của lắp phần tử. Viết đi, xem viết đi. Cái này thì phổ thông, thì các bạn học sách giáo khoa phổ thông thì người ta ký hiệu kiểu này. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chuyển sang tài liệu quốc tế hết nhé, để thông hiểu toàn cầu. Bây giờ ký hiệu quốc tế thì cái n nhỏ ở dưới, tức là tổ hợp chập 2 của lắp phần tử. Đúng không? Xóa cái đi. Tính cái này, công thức đây này. Tính. Đơn giản là cái đấy không cần máy tính gì đâu. Trên sẽ cứ 1 x 2, 3, 4, 5 thôi. Rồi dưới thì 2 ra thừa là 1 x 2 cũng thế thôi. Máy tính làm gì cũng chuyện đơn giản thế. Cứ khai triển đàng hoàng nha. Cái bước đầu ở dưới chúng ta sẽ quan sát từ sau trở đi mới làm bận ạ. Thực ra thì cái chuyện mà chọn hai quả bóng từ một rổ bóng năm quả bóng thì không cần học tổ hợp đâu các bạn. Ví dụ quả bóng này thì ký hiệu nhé, 1, 2, 3, 4, 5 thì thầy đến này, 1, 2, 1, 3 này, 1, 4, 1, 5 này, rồi 2, 3 này, 2, 4, 2, 5 lần đến được 10 cái, 10 cái chọn, không cần học tổ hợp gì cả. Tuy nhiên bây giờ thầy hỏi các bạn là nếu mà chọn 50 quả bóng từ một rổ gồm 1.000 quả bóng thì có đếm được thế không? Không. Theo nếu mà đếm thì theo các bạn đếm bao lâu xong? Hết đời này cũng xong. Có khi 200 năm. Đấy là lý do chúng ta làm tổ hợp nhé. Thì biết vì sao phải làm tổ hợp chưa? Thấy nha. Đó. Còn bình thường là đếm tay là chưa biết đâu, nên là gì đâu. Đó. Các bạn biết là giai thừa tiếng Anh là gì không? Hả? Giai thừa tiếng Anh thì là ba giai thừa kìa. Biết tiếng Anh gì không? Đây, đây. Factorial. Nha. Rồi. Bây giờ một bạn đọc tiếp cho thầy cái phần chỉnh hợp, rồi thầy phân tích cho các bạn chỉnh hợp đấy. Ừ, bài nha. Chuẩn bị bạn. Vừa nãy là hành vi đâu nhỉ? Tận tín đâu? Rồi. Ở đâu đây rồi? Quy tắc đứng chơi chỉnh hợp, số chỉnh hợp khi lấy cùng lúc n nhỏ phần tử từ hợp, từ tập hợp ra lớn phần tử. Cách đếm thứ 3 để đếm số kết quả thí nghiệm khi lấy n nhỏ phần tử từ tập hợp ra lớn phần tử, khi thứ tự lựa chọn là quan trọng. Rồi, đọc lại lần nữa. Số chỉnh hợp khi lấy cụ lúc n nhỏ phần tử từ tập hợp n lớn phần tử. Cách đếm thứ 3 để đếm số kết quả thí nghiệm khi lấy n nhỏ phần tử từ tập hợp n lớn phần tử, khi thứ tự lựa chọn là quan trọng. Thế bây giờ thầy hỏi em là nếu mà có giáo trình dịch hay là tài liệu trước mặt thì cái từ nào cần phải gạch chân? Tại vì đề thi là được sử dụng tài liệu, được gạch chân, được viết vẽ mà. Vậy là từ chỉnh hợp. Thứ tự lựa chọn. Chính xác, tuyệt vời. Thứ tự là quan trọng. Đúng không? Bây giờ lại lên đây còn phấn đi. Phấn đây.
Thế bây giờ là cái câu chuyện là chọn là hai quả bóng vẫn từ năm quả bóng như cũ nhá. Nhưng mà câu chuyện là như này này. Chọn lần 1 là quả bóng đỏ, sau đó quả bóng xanh. Là một khả năng gì? Rồi lần 2 là chọn quả bóng xanh, sau đó chọn quả bóng đỏ. Thì đây là một khả năng mới nhá. Một kết quả mới. Thứ tự là quan trọng lắm. Ok không? Thì lúc này chúng ta dùng tổ hợp hay chỉnh hợp? Chỉnh hợp cụ thể là chỉnh hợp chậm mấy của ba nhân phần tử? Chậm 2 của 5 phần tử, để tính đi xem nào. Và phổ thông thì các bạn thấy là người ta ký hiệu là P, nhưng không biết P là cái gì. Thực ra P là viết tắt của cái từ chỉnh hợp bằng tiếng Anh là permutation. Đây này. Còn tổ hợp thì viết tắt của từ tiếng Anh là C. Phổ thông biết rồi nhưng không biết nó là gì. Nó viết tắt của combination. Hiểu không? Rồi. Bây giờ bạn chưa cần tính, nhưng mà bạn ở trong viên cho thầy biết là giữa chỉnh hợp và tổ hợp cái nào nhiều hơn, số khả năng nhiều hơn, chưa cần tính. Rồi bây giờ tóm tắt lại có mấy quy tắc đếm? 3 quy tắc đếm. Quy tắc đầu tiên là quy tắc gì? Hả? Quy tắc đầu tiên là gì? Multiple step. À, quy tắc đếm đối với các thử nhiều bước. Quy tắc đếm thứ hai là gì? Tổ hợp. Quy tắc đếm thứ ba là gì? Chỉnh hợp. Khác biệt giữa tổ hợp là chỉnh hợp như thế nào? Các khác biệt gì ạ? Thầy là ở tổ hợp thì chẳng có biết là chỉnh hợp là phải quan trọng về thứ tự ạ? Thứ tự là quan trọng. Đó. Ê, tên em là gì đấy? Đã đăng ký đây chưa? À đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đó. Đó. Rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu với các bạn ba cái phương pháp tính xác suất. Trước khi giới thiệu về ba phương pháp tính xác suất thì một bạn đọc cái bản dịch của thầy liên quan đến cái yêu cầu cơ bản khi tính xác suất. Rồi thầy phân tích kỹ hơn về cái chuyển biết cho bạn.
thứ nhất là xác suất tính thưởng của một kết quả phép thử bất kỳ đều phải nhận giá trị từ 0 đến 1. Thứ hai là tổng xác suất của tất cả các kết quả có thể có của phép thử phải là 1. Đọc lại. Yêu cầu thứ nhất là xác suất tính thưởng của một kết quả phép thử bất kỳ đều phải nhận giá trị từ 0 đến 1. Tổng xác suất của tất cả các kết quả có thể có của phép thử phải là 1. Ừ, rồi. Cái trên thì thầy vừa nói rồi. Rồi, trên này nói là xác suất của một xảy ra của một cái kết quả một phép thử bất kỳ phải làm từ 0 đến 1 thì rõ rồi. Nhưng mà cái thứ hai này, tổng xác suất của tất cả các kết quả của phép thử phải bằng 1. Bây giờ thầy lấy ví dụ cho này cho nó thực tế cho các bạn dễ hình dung này. Một trận đá banh hai đội AB thì có một chuyên gia bình luận của bóng đá thì đưa ra cái dự đoán sau đây, thì là em trong trận biết chuyên gia này chuyên gia xịn hay chuyên gia dở nhé. Chuyên gia này phát biểu sau đây, xác suất mà đội A thắng đội B là 50%, nhớ nhé, xác suất đội A thắng đội B là 50%. Xác suất đội A mà hòa với đội B là 30%. Rồi xác suất đội A mà thua đội B là 30%. Nào, chúng ta xịn chúng ta giỏi đấy. Nào. Giờ thầy là người giờ này là giỏi là vì sao giỏi? Dạ bởi vì theo lý thuyết thì là tổng tất cả các kết quả có thể xảy ra một xác suất thì là phải bằng 1. Thì ở đây thì là nếu mà A thắng B với tỷ lệ 50%, B bằng A bằng B tỷ lệ là 30%, và A thua B là 30% thì là tổng 110% và nó hơn 1 rồi và nó sai. Chưa biết là chuyên gia thật đây cái giả, nhưng mà chỉ bằng cái gọi là cái hai yêu cầu cơ bản khi tính xác suất thì là đã có tín hiệu là chuyên gia là giảm nữa nhé. Đây này, tổng xác suất của tất cả các kết quả của các thử phải bằng 1, đúng không? Ví dụ như cái trường hợp mà tung đồng xu đấy, xác suất ra mặt sấp cộng xác suất ra mặt nửa thì thầy có 1 không? Rồi, rất là tốt. Vì cái tên gì đấy? Hà Vi. Cái tên đây. Bạn Hồng Phúc là ai? Em rồi. Rồi. Rồi bây giờ một bạn đọc cái phần bản dịch liên quan đến cái phương pháp cổ điển xem nào, rồi thầy phân tích cho. Tâm, chuyển bích sang bên này. Chuyển sang bên. Bạn này bạn trong cùng này. Hiện thầy xác suất được tính dựa trên để làm các kết quả có thể của phép thử và lòng khả năng không? Đọc lần nữa. Dạ, phương pháp cổ điển xác suất được tính dựa trên giả định rằng các kết quả có thể có của phép thử là đồng khả năng. Đồng khả năng. Và cái từ quan trọng nhất cần phải gạch chân hoặc là tô đỏ là gì? Dạ, đồng khả năng. Đồng khả năng. Và khi đó thì bằng phương pháp cổ điển thì được xác định như thế nào? Xác suất của một khả năng này bằng khả năng kia và bằng nhau hết. Và bằng bao nhiêu? Dạ, bằng 1 phần N. Nhưng thầy hỏi em tại sao? Tại sao? Dạ, tại vì... Tư duy chút. Tư duy chứ. Bây giờ thầy gợi ý này. Em cũng quan sát cái này. Cái yêu cầu cơ bản tính xác suất, tổng xác suất của các kết quả của phép thử phải bằng 1. Thì 1 đây là chính là tần số đấy. Đi chung không? Rồi sao nữa? Rồi khả năng của các kết quả của phép thử này giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Và có bao nhiêu khả năng? N nhỏ là khả năng. Thì có tính được cái xác suất xảy ra của từng khả năng không? Được bao nhiêu?
Được chưa? Ok nhá. À, tốt. Được rồi, cho bạn ghi tên này. Đây, cho bạn cái ghi tên về cái này. Rồi bây giờ kiểm tra năng chất lượng tương tác. Bây giờ thầy có câu hỏi đưa cho em như sau. Bây giờ tung đồng xu, tung quả xúc xắc của một sóng mặt thì xác suất là được 1 điểm với xác suất được 2 điểm, được 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm thì giống khác nhau. Đồng nhau, đồng khả năng. Và đã đồng khả năng thì có được sử dụng phương pháp cổ điển không? Được. Và trong tình huống này thì xác suất là được 3 điểm là bằng bao nhiêu? 1/6. Rồi, chính xác. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ một bạn đọc cái phần phương pháp tần số tương đối rồi thầy phân tích cho. À, đọc. Ừ, thầy bạn bên cạnh thôi. Thầy là phương pháp tần số xác suất được tính dựa trên kết quả các phép thử hoặc dữ liệu. Đọc lại nữa. Xác suất được tính dựa trên kết quả các phép thử hoặc dữ liệu trong phòng. Rồi. Bây giờ nếu mà đọc như thế thì cũng hơi khó hiểu. Bây giờ thầy phải tìm một ví dụ thực tế nào. Vừa đấy thầy nói là cái tiến độ thi công là quan trọng cái gì? Thế thì một cái nhà thầu A thì thu thập 1.000 cái dự án do nhà thầu A thi công, đúng không? Thì người ta thu được là 600 dự án là nhà thầu này thi công không đúng tiến độ. Thì em có tính được cái xác suất mà nhà thầu A thi công không đúng tiến độ không? Bằng cách nào? Nó nói bằng mic, nói mic. Em lấy cái gì trên cái gì? Gợi ý đấy. Chia cho cái gì? 600 chia cái gì? Và cuối cùng bao nhiêu? 0.6. Và đấy chính là phương pháp tần số tương đối đấy các bạn. Nha. Đấy chính là phương pháp tần số tương đối. Và một cách khái quát, phương pháp tần số tương đối được tính như sau. Lấy tần số chia cho tổng tần số. Tần số này như nào? Là số lần xuất hiện mà cái dự án đó vượt tiến độ, chậm tiến độ. Là 600 lần xuất hiện đúng không? Tần số mà. Chia cho tổng tần số là 1.000. Thì nó ra thành 0.6. Nhưng mà theo em là trong cái tình huống này thì cái từ nào là quan trọng nhất? Cần phải gạch chân trong cái em đọc. Hả? Cái từ nào cần phải đáng gạch chân? Nhưng mà có một cái điểm bản dịch đó có vẻ là hơi bỏ sót, các bạn ghi đi. Có nghĩa là phải là cái dữ liệu trong quá khứ đủ lớn. Dữ liệu trong quá khứ đủ lớn, thầy dịch theo cái từ này đây này, thầy dịch theo cách dễ hiểu hơn là chính là cái cục này. Dữ liệu phải đủ lớn. Nhá. Bây giờ giả sử mà chỉ thu thập 3 dự án do nhà thầu A thi công thì cả 3 dự án đều là hoàn thành đúng tiến độ, kết luận là xác suất cái nhà thầu A mà thi công đúng tiến độ là 100% thì có ổn không các bạn? Ổn không? Em hỏi thầy hỏi em ổn không? Không ổn tí nào đúng không? Phải là dữ liệu đủ lớn nhé. Thì mới dùng phương pháp tần số tương đối được. Được rồi, cho bạn cái tên vào cái. Lấy cho bạn cái tên cái. Thế bây giờ thầy lấy một cái ví dụ thực tế khác để cho các bạn dễ tiếp cận cái phương pháp tần số tương đối này. Các bạn mà có người thân nhập viện và trong tình trạng cấp cứu thì số người chờ rất đông ở bệnh viện ở cái phòng cấp cứu đấy thì rất nhiều, thì các bạn có hài lòng với dịch vụ của cái bệnh viện đấy không?
Hả? Không. Tại vì là số người đông như thế mà không can thiệp kịp thời thì khi là mất mạng cái gì? Đúng không? Rồi. Như vậy là để nâng cao cái chất lượng dịch vụ đối với một bệnh viện ấy, thì chúng ta phải cần hiểu biết về kiến thức xác suất nhé. Và thầy nói luôn là như này này, cùng là tầng ấy giường bệnh, cùng tầng ấy là bác sĩ, cùng là tầng đấy là dụng cụ y khoa, tuy nhiên mà không biết bố trí, khi nào bố trí nhiều, khi nào bố trí ít, phải có thông tin xác suất thì mới biết bố trí chứ. Thì mọi thứ như nhau, nhưng mà một bên mà biết bố trí thì sẽ đem lại một cái sự hài lòng đối với bệnh viện rất lớn. Còn không biết bố trí thì là nguy hiểm mà nha, đôi khi dẫn đến chết người đó. Các bạn bắt kịp không? Kịp ý thầy nói không? Rồi, thế trong tình huống này thì cái này nó đang tiến hành một cái nghiên cứu ở bộ phận nào đây các bạn? Hả? Bộ phận nào? Bộ phận nào? Chụp X quang. Rồi, chụp X quang ở một cái bệnh viện địa phương, không nói rõ bệnh viện nào, như đại khái ví dụ bệnh viện quận Thủ Đức chẳng hạn, ví dụ thế. Thì nghiên cứu tiến hành nghiên cứu xem là cái số người chờ nhé. Ví dụ con số 2 này, con số 2 này là có 2 ngày. 2 ngày mà không có ai thì chờ. Ở một phần chụp X quang, và đây là nghiên cứu tại một thời điểm nhé. Thời điểm mấy giờ? 9 giờ sáng. Và họ thu thập dữ liệu là khá nhiều, 30 ngày, 20 ngày. Rồi, ok. Thế bây giờ thầy hỏi tiếp. Vừa nãy các bạn nào giơ tay lên được này. Chuẩn bị cho bạn. Các bạn nào chưa được phát biểu không? Bạn thấy mình chuẩn bị bài nhất thì nó không được tương tác với các biểu không? À, ai chưa được? Em. Đưa mic cho bạn. Em giải thích cho thầy cái con số 3 này. Số 3. Dạ, thế này đó là có 3 ngày thì có 4 người chờ khoảng thời gian như thế. Ừ, có 3 ngày mà có 4 người chờ tại thời điểm 9 giờ sáng đã nghiên cứu tại một thời điểm. Bây giờ lại lên bảng lên vấn đề. Đây. Thầy đọc cho biết đặt x bằng x. X là số người chờ, số bệnh nhân chờ, đúng không? Số bệnh nhân chờ. Làm cái gì sẽ đặt nhé. Đặt đàng hoàng bắt đầu làm gì nào? Số bệnh nhân chờ ở phòng gì? Phòng chủ bệnh quan nghi rõ ràng rồi đó. Tại thời điểm nào? Rồi, ok. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ tính xác suất mà có 2 người chờ. Xác suất mà có 2 người chờ ở phòng chụp X quang lúc 9 giờ sáng là bao nhiêu? Một câu dài như thế, nhưng mà biểu diễn bằng ngôn ngữ xác suất chỉ vài ký tự sau đây. Bạn, thầy đừng biết chỉ là V. V là viết tắt của xác suất. V, V. Rồi, mở ngoặc, mở ngoặc. X. Rồi, bằng 2. Đóng ngoặc. Bằng. Rồi, tính đi, bằng nhiều. Tính đi, bằng nhiều. Vừa nãy nói rồi. Tần số chia cho tổng tần số. Tần số là gì? Là cái số ngày mà có 2 bệnh nhân chờ. Tổng tần số là số ngày chúng ta nghiên cứu. Vậy ý đó bằng cái gì? Từ chia đây. Rồi bằng nhiêu? Không phân thi thì đừng để cái dạng thập phân nhé. Dạng phân số nhé. Chuyển sang thập phân đàng hoàng bằng nhiêu? Bao nhiêu phần trăm?
Tiếp. Rồi, tổng kết luận, đi chữ kết luận dưới. Kết luận là sắp xuất. Chú ý là có những người mà đến thi cuối kỳ rồi cũng không biết được chữ sắp xuất cho đúng số đại các bạn. Thì những người đó là xác suất rớt cái môn này cũng rất cao. Đến khi thi cuối kỳ rồi mà không biết viết chính tả cái từ xác suất nữa không? Ở đó, xác suất. Xác suất mà có hai bệnh nhân chờ. Ở phòng chụp X quang tại thời điểm 9 giờ sáng là 30%. Rồi một bạn đọc cho thầy cái phần phương pháp tiếp theo để thầy phân tích cho cái phần này. Bạn Phương Nguyên đâu? Bên này, em. Cái dịch là phán đoán thì cũng được, dịch thế cũng được. Thầy có thể dịch theo cách khác, thầy dịch là phương pháp chủ quan cũng được. Tại vì đấy là subjective mà. Còn khách quan là cái gì các bạn? Khách quan là gì? Hả? Objective. Rồi, thế bây giờ thầy dịch là phương pháp chủ quan cũng được, hay dùng phán đoán cũng được. Bản chất là nó là chủ quan. Thế thì thầy có câu hỏi cho em này để cân nhắc xem là một cái khả năng về chất lượng tương tác là dùng dữ liệu quá khứ để dự báo cho tương lai thì có được không, và khi nào được, nếu mà được thì khi nào được, mà không được thì khi nào không được. Ví dụ như dự báo về doanh số bán hàng mà dùng dữ liệu quá khứ 5-10 năm trước để dự báo cho năm tới hay năm sau thì có được không, và khi nào được, còn không được thì khi nào không được. Tốt, rất tốt đó, chính xác. Đây em viết tên vào đây đi, đưa sổ cho bạn viết. Thực ra các bạn năm cuối sẽ học môn thống kê kinh doanh, thì đối với CNC môn đấy nó giảm bằng tiếng Anh. Ví dụ thầy dạy cái khóa gần đây nhất là CNC quản trị luật 43B. Đối với các bạn thì thầy cũng cố gắng đưa các cái tình huống vào giảng dạy cái môn này. Thì tình huống ở đây là sẽ là bộ data thật để dự báo doanh số. Dự báo doanh số quan trọng các bạn. Dự báo doanh số thì mới có căn cứ để chuẩn bị nguyên vật liệu gì, để sản xuất gì, để không bị động. Và khi mà các bạn tham gia cái chương trình gọi vốn đầu tư ấy, thì căn cứ trên cái dự báo doanh số này thì người ta sẽ xác định là chi cho bạn 5 tỷ hay 10 tỷ để mà lấy 50% cổ phần nhé. Đúng không? Định giá doanh nghiệp đó. Một số bạn thi chương trình khởi nghiệp mà cuối cùng bản dự báo doanh số thầy thấy chả có căn cứ điều tra gì.
tự vẽ ra thì thầy bảo tôi quay lại học cái lớp ban đầu từ thầy bạn dạy đi. Nó động đến nhiều môn lắm các bạn nha. Chẳng nghe thầy lúc đó thầy lại nói câu đấy, đưa ra một bản kế hoạch kinh doanh phải có dữ liệu khảo sát đàng hoàng đúng không, có căn cứ rồi. Thế thì cái việc mà sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự báo cho tương lai thì trong nhiều tình huống là khá tốt, khá chính xác. Ví dụ như các bạn để ý rằng dự báo doanh số của bánh trung thu Kinh Đô ấy, thì theo các bạn điều kiện bình thường thì sao? Hả? Điều kiện bình thường thì sao? Có tốt không? Dùng dữ liệu quá khứ để dự báo cho tương lai. Tốt. Thế nhưng mà điều kiện thay đổi, ví dụ như là vừa rồi dịch đấy các bạn, đi ra ngoài mua bán lương thực thực phẩm thiết yếu là không được đấy. Có đi thăm lom nhau, có tặng nhau quà nữa đâu. Người ta cần thực phẩm thiết yếu mà sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo doanh số của Kinh Đô thì có ổn không các bạn? Không ổn một chút nào. Đấy là lý do vì sao phải sử dụng phương pháp phán đoán nhé. À, biết chưa? Hoặc là ví dụ như dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ hay tỷ lệ lạm phát của Mỹ thì bằng phương pháp phán đoán thì người ta sẽ hỏi 100 nhà kinh tế hàng đầu trên thế giới, sau đó cho một cái dự báo về tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm sắp tới. Phải biết các chỉ tiêu đó thì cái điều hành kinh tế vĩ mô rồi nhé. Thì họ lấy thế trung bình 100 nhà kinh tế hàng đầu thế giới chia trung bình để phương pháp phán đoán, hiểu không? Như vậy phương pháp phán đoán hiệu quả khi nào? Khi một, không có dữ liệu trong quá khứ. Phương pháp 2 là có dữ liệu trong quá khứ nhưng điều kiện đã thay đổi rồi, thay đổi căn bản rồi, hiểu không? Ví dụ bạn lớp A, bạn ấy nói là cái cô bán bánh mì trước trường mình thôi này, nếu mà điều kiện mà số lượng học sinh học trên cơ sở Bình Triệu vẫn ổn định như thế thì doanh số nó cũng, còn nếu mà điều kiện mà chỉ tiêu tăng lên gấp đôi gì đó nhá, điều kiện thay đổi rồi thì lúc đó sử dụng dữ liệu quá khứ đôi khi không phù hợp. Và bây giờ một kết luận cuối cùng rằng để có một cái kết quả tính xác suất tốt thì đôi khi trong nhiều tình huống phải sử dụng cả ba phương pháp nhé. Rồi, và hôm nay thầy kết luận lại một vấn đề như sau. Thứ nhất là cái khái niệm về phép thử, không phải cái gì nào cũng là một phép thử, nhưng cái quan trọng nhất là như nào của phép thử là như nào hả? Quan trọng nhất thế nào được gọi là một phép thử? Kết quả là như thế nào được xác lập trước đó, ok. Rồi khái niệm về biểu diễn không gian mẫu, ví dụ cái này là biểu diễn không gian mẫu của việc tử cung con xúc sắc này, và đây là khái niệm điểm mẫu, có mấy điểm mẫu? 6. Rồi rồi biểu diễn cái biểu dạng tiếp theo là liên quan đến ba quy tắc đấy. Thứ nhất là cái phương pháp như nào, multiple step như nào, quy tắc đến đấu với gì, cách thử nhiều bước, và có thể biểu diễn bằng biểu đồ cây nhé. Các bạn thi mà có yêu cầu biểu diễn biểu đồ cây đơn giản lắm, cái gì đâu khó lắm, thì không đi học không. Rồi cái quy tắc đến thứ hai là cái gì, tổ hợp. Rồi quy tắc đến thứ ba là gì, chỉnh hợp. Tổ hợp với chỉnh hợp khác nhau cái gì? Thứ tự là quan trọng. Đấy, từ sống thọ. Rồi có ba phương pháp tính xác suất. Phương pháp đầu tiên là phương pháp gì? Cổ điển. Khi nào dùng cổ điển? Đồng khả năng. Còn phương pháp thứ hai là gì? Tần số tương đối. Khi nào dùng tần số tương đối? Có đủ dữ liệu trong quá khứ. Rồi. Rồi phương pháp thứ ba, phán đoán. Rồi. Và với cái kiến thức như thế thôi, nhưng mà đủ về mặt lý thuyết để các bạn xử lý cái tình huống bắt đầu thì đưa ra. Và thầy sẽ sửa cái tình huống đó vào một cái buổi ôn tập trong kế hoạch học tập đấy. Khi nào sửa? Quán, thầy sẽ sửa cái đó nhé. Vào cái buổi đó. Còn hôm nay là về mặt lý thuyết thì như thế là đủ rồi đó. Được chưa? Hôm nay như vậy là kết thúc buổi này. Được chưa? Chào mọi người. Là chú ý là trong 2 giờ thì nhớ khai báo kê khai thành tích ở đây để thầy ghi nhận cho các bạn nhé. Số mã số sinh viên là quan trọng. Sai mã số sinh viên là rất khó để mà ghi nhận cho các bạn đó. Rồi.